gì thì em hài lòng với em sau. Điều khiến tôi hài lòng nhất đấy là cái tinh thần thi đấu, em rất là kiên cường và rất là cố gắng trong từng trận đấu. Và cái yếu điểm của em đấy là cái kinh nghiệm, thì tôi cũng rất cần rất nhiều những cái trận đấu như thế này để em có thêm kinh nghiệm cho những cái mùa giải sau. Thì sau mùa giải này chúng ta sẽ rút thời gian những cái đại học nào và chúng ta sẽ tiến hành sửa chữa nó như thế nào cho mùa giải sau? Chúng tôi sẽ có những cái lộ trình để làm sao mà khai thác được những điểm mạnh của các em, vì mục tiêu chính chúng tôi là đào tạo làm sao để cho các em có những cái cầu thủ tốt hơn cho đội một trong tương lai. Mục tiêu của chúng ta tôi sẽ chơi hết lượt đi, sau đấy thì chúng tôi sẽ tổng kết lại và xác định mục tiêu về làm sao để hoàn thành cái nhiệm vụ của tôi đến thứ năm. Sau đấy chúng tôi sẽ có kế hoạch tiếp theo. Nhìn vào cái thế trận ngày hôm nay ấy, thì hàng hai Watabe dường như là chỉ thua đối thủ, giống như nói là thua đối thủ thì kinh nghiệm các bạn thua đều đến muốn sau tính thời điểm, thì có phải là trình độ của các cầu thủ trẻ của Hà Nội 2 những trò của ông khá là tốt? Đội Hà Nội 2 có rất nhiều cầu thủ tương lai, có cái tiềm năng trong tương lai, nhưng mà cái sự tập trung của các em, cái kinh nghiệm, cái sự tập trung trong thời gian dài liên tục thì cái đấy là các em đang còn thiếu, và chúng tôi sẽ hy vọng trong tương lai các em sẽ khắc phục được vấn đề này. Ông có thể nói ra một vài cái tên mà ông nghĩ rằng là sẽ là những cái tuyển thủ tốt trong tương lai được không? Trong đội cầu trẻ thì có em Vũ Thị Hoa, em Lan Hương là em đội trưởng, thì các em cũng rất là cố gắng và tiến bộ sau từng mỗi trận đấu thi đấu ở mùa giải này. Tôi đánh giá rất cao các em tiến bộ theo từng trận một. Có vẻ như là đội không càng ngày càng tiến bộ. Hôm đấy thì thành phố Hồ Chí Minh một đang bắt đầu đến ngưỡng rồi. Ông có nghĩ rằng là ở giai đoạn hai có thể là xa hơn một chút thì ông sẽ chơi tốt hơn? Tôi nghĩ những trận đấu sau chúng tôi sẽ cũng có những kết quả mà sẽ tốt hơn những trận đấu này. Hôm nay các em cũng thua những cái tình huống cố định, vì ở đây tình huống cố định trong bóng đá nữ thì rất là nhiều.